swing và shuffle này thì nó sẽ là giống như là cái người đó đã xong hết rồi, đã đi qua hết những cái đó rồi, đã tìm rồi, đã cực độ rồi, và bây giờ chỉ nhìn lại thôi và hát lại như một cái người đã từng trải. Thì xin mời quý vị cùng lắng nghe anh và anh sáng tác của Vũ Cát Tường. Mọi người suy nghĩ câu hỏi nha. Sau hết bài này Tường sẽ hỏi. Anh sẽ hỏi Tường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.